cùng đồng đội xem pháo hoa qua màn hình TV. Bấy nhiêu đó cũng đủ đem lại không khí Tết cho những chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ đặc thù và đặc biệt là trong những ngày Tết này, nguy cơ cháy nổ tăng cao nên đơn vị lúc nào cũng túc trực 24/24 với 100% quân số. Năm thứ hai đón Tết cùng đồng đội tại đơn vị, chiến sĩ trẻ Lê Bá Lâm thuộc tiểu đội 1, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang luôn tâm niệm để dân đón một cái Tết thật an toàn, vui vẻ là niềm hạnh phúc lớn lao của những người lính cứu hỏa. Nói chung năm nay là năm thứ hai của em xa quê, em xa nhà. Thì năm thứ hai thì tâm lý của em vững hơn, rồi cũng mạnh mẽ hơn nhiều, không phải như năm đầu tiên. Thì xa nhà thì ai cũng như nhau thôi, các đồng chí cũng buồn, nhưng mà mình phải chấp nhận vì công việc của mình là như thế. Nói chung là mình công việc nhưng mà mình giữ được an toàn cho dân, rồi cho dân một cuộc sống vui vẻ để ăn Tết. Đấy là điều mà lính phòng cháy chữa cháy bọn em mong muốn nhất. Cũng khao khát trở về và quay quần bên gia đình. Tuy nhiên, đối với những người lính cứu hỏa, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân phải được đặt lên cao hết. Và đón Tết tại đơn vị đã trở thành điều quen thuộc đối với những người chiến sĩ này. Để cán bộ chiến sĩ không thấy chạnh lòng, chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện và chăm lo đời sống cho anh em một cách đầy đủ nhất, tạo không khí như một gia đình thật sự. Mâm cơm ngày Tết của các anh cũng có những món đặc trưng của ngày Tết và đâu đó cũng có những lời ca, tiếng hát để át đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Hòa cùng không khí vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại xã Hà Tiên đã chủ động chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ chiến sĩ hưởng một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm và thật sự có ý nghĩa. Song bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn duy trì đảm bảo lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu để kịp thời cứu chữa các vụ cháy tai nạn xảy ra, đảm bảo cho nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn. Bác Hồ đã từng chúc các chiến sĩ chữa cháy rằng chúc các chú luôn thất nghiệp. Mùa xuân đã về trên khắp các nẻo đường của đất nước. Xin chúc cho những người lính chữa cháy một mùa xuân mới an vui và mong các anh luôn thất nghiệp như lời chúc của bác năm nào.